Kỳ lạ, Tết Trung Thu mà lên hàng mã lại chỉ thấy toàn người lớn. Chỉ còn 20 ngày nữa là đến Trung Thu. Đã bạn nào làm đèn lồng trang trí chưa? Mình thì xem trên mạng thấy cái đèn xếp này cũng đẹp và dễ làm nên triển luôn. Chỉ cần gấp giấy như gấp quạt để tạo vân xếp rồi đính hai mép đèn liền với nhau. Dùng tạm cái bát vẽ hình tròn rồi cắt hai tấm tròn này làm đế đính vào đèn. Kéo đèn ra thật khéo léo, cẩn thận. Và thành quả của mình đây. Nhìn chung là mình thấy làm cũng dễ, cơ mà là dễ hỏng. Không có năng khiếu gấp đèn nên mình phải đi mua vậy. Và tất nhiên địa điểm mình lựa chọn không đâu khác chính là hàng mã. Con phố cứu vớt cho sự vụng về của mình. Ở trên này thì không chỉ có đèn lồng mà còn có rất nhiều đồ chơi trang trí Trung Thu vui mắt, chị ước có thể bê cả con phố về nhà. Không khí Trung Thu trên này náo nhiệt thực sự, cảm giác như được trở về tuổi thơ vậy. Hồi bé, mỗi dịp Trung Thu mà được mẹ mua cho cái đèn ông sao nho nhỏ để rước đèn là vui cả tuần. Dạo phố một lát thì thấy hàng bánh mì cay Hải Phòng, ghé vào ăn lót dạ rồi đi xem tiếp. Nay đi vội chưa kịp ăn gì nên đói meo cả bụng. Cơ mà ở Hà Nội mấy năm rồi nhưng mình vẫn chưa tìm thấy quán bánh mì cay nào ngon chuẩn vị Hải Phòng. Kể cả bánh đa cua cũng vậy, mình mua được cái đèn lồng giấy xếp này treo ở cửa sổ. Đèn này thì có nhiều màu nhưng mình chọn hai màu đỏ và vàng cho dễ trang trí. Đấy, đèn đẹp như thế này thì mới là đèn lồng chứ. Chứ như cái đèn của mình thì... Cửa sổ cũng hơi thấp nên chỉ có thể treo một hàng đèn nhỏ như thế này thôi. Chỗ đèn còn lại thì mình sẽ treo trang trí trong nhà.